Dịp nghỉ lễ vừa qua, chỉ trong 3 ngày cuối tháng 4, đã có gần 4.800 đoàn với hơn 100.000 lượt người từ mọi miền Tổ quốc đến dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình. Đây là số người đến viếng mộ Đại tướng cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, trong ngày 28 tháng 4 thì có 1.300 đoàn với hơn 28.000 lượt người đến viếng. Ngày 29 tháng 4 có 1.500 đoàn với 33.000 lượt người. Ngày 30 tháng 4 có gần 2.000 đoàn với hơn 41.000 người đến viếng. Trong những ngày qua thì dù thời tiết tại Quảng Bình khá nóng bức nhưng tất cả mọi người đều một lòng thành kính, chấp hành nội quy, nghiêm trang, chỉnh tề, xếp hàng trật tự để chờ đợi, lần lượt được vào viếng mộ Đại tướng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã tăng cường lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, hướng dẫn cho mọi người viếng mộ Đại tướng được thuận lợi. Từ khi Đại tướng về với Vũng Chùa đến nay thì khu vực này đã đón hơn 172.000 đoàn với hơn 2 triệu lượt người tới viếng. Tính trung bình thì có những ngày có tới 300 đoàn với 5.000 người tới dâng hương viếng mộ.